biên tập viên Huy Hoàng, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin, đẹp mặt tổng trọng, giáo dục Việt Nam chưa bao giờ được như bây giờ lên TV Hàn Quốc, chuyện một nhóm học sinh ở trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dồn cô giáo của mình vào góc tường, và đua nhau ném dép, giấy rác vào người cô, đồng thời liên tục buông những lời tục tiểu, đã gây bất bình dư luận, càng bất ngờ hơn. Chuyện này đã xuất hiện trên một đài truyền hình ở Hàn Quốc. Vào tối ngày 9 tháng 12, kênh News 7 Hàn Quốc đã đưa tin về vụ việc này. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ Việt ngữ, ngày 11 tháng 12 đưa tin, với tiêu đề Vụ học sinh bao vây cô giáo ở tuyên quang lên sóng truyền hình Hàn Quốc, bản tin cho biết, kênh News 7 của đài Chosun TV ở Hàn Quốc tối ngày 9 tháng 12 đã đưa tin về vụ các học sinh bao vây và xô sát với cô giáo ở tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Trong bản tin dài khoảng 1 phút 30 giây, với các hình ảnh mô tả cho thấy, cô giáo đã ngất xỉu sau khi bị học sinh ném các đồ vật và giày dép vào người. Trước đó, học sinh đã dồn cô giáo vào một góc tường, theo quan sát của theo đài tiếng nói Hoa Kỳ Việt ngữ. Đoạn tin kể trên nằm trong phần gần cuối của chương trình thời sự dài 45 phút trên kênh News 7, phát hồi 19 giờ ngày 9 tháng 12, thu hút gần 123.000 lượt người theo dõi, theo đài tiếng nói Hoa Kỳ Việt ngữ mô tả, bản tin này mở đầu với một nữ sướng ngôn viên người Hàn Quốc dẫn bản tin đứng trước hình nền gồm quốc kỳ Việt Nam nổi bật, bên cạnh ảnh chụp một học sinh đang đối đầu với cô giáo. Trích lại đoạn video trên mạng xã hội Việt Nam, kênh News 7 tường thuật rằng, khi cô giáo dơ điện thoại lên quay video các học sinh. Một trong số họ đã nằm xuống sàn và hét lên rằng bị giáo viên đánh. Tiếp theo, kênh Newser 7 nói rằng, các học sinh đã đóng các cửa lớp học lại và cùng nhau lên tiếng đe dọa vì giáo viên không cho nghỉ học giữa chừng. Họ đã xỉa sói, chế nhạo giáo viên và thậm chí còn ném đồ vật và giày dép vào người cô giáo. Cuối cùng, cô giáo đã ngã xuống sàn, trong phần cuối bản tin, đài truyền hình Hàn Quốc nói rằng các phụ huynh học sinh đưa ra lập luận rằng bọn trẻ hành động như vậy cốt để trả đũa cho việc giáo viên đã bạo hành chúng trước đó. Vẫn theo kênh news 7 cho biết, bên cạnh đó đã xuất hiện một video khác cho thấy giáo viên này vung giày với các học sinh. Tuy nhiên, giáo viên nói rằng các học sinh có nhiều vấn đề và cô giáo đã báo cáo tình hình với hiệu trưởng nhưng sự việc không được giải quyết. Xin nhắc lại, đã có một số các đoạn video clip về vụ việc liên quan đến vấn đề bạo lực học đường xảy ra trước đó tại trường Trung học cơ sở Văn Phú ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, được tung lên mạng xã hội hôm ngày 4 tháng 12 năm 2023 được biết, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Chính quyền huyện Sơn Dương và các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc yêu cầu kiểm tra xác minh, làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh và đề xuất biện pháp xử lý đối với vụ việc vừa kể. Ngày 7 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Văn Phú, ông Nguyễn Duy Sáng để làm rõ trách nhiệm trong công tác điều hành. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm trước hết là do ngành giáo dục và sau đó thuộc về các bậc phụ huynh học sinh đồng thời đã đưa ra các cảnh báo lo ngại rằng một khi các em học sinh độ tuổi trung học cơ sở dám đánh cả thầy cô thì các em cũng sẽ chẳng chừa bất kỳ ai điều đó sẽ là mối nguy lớn cho xã hội theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn cho rằng toàn xã hội phải chịu trách nhiệm và cần phải chung tay giải quyết vụ việc kể trên lập tức truyền thông nhà nước đã gián tiếp thừa nhận chỉ ra nguyên nhân khi dẫn một số ý kiến của công luận thấy rằng một nền giáo dục yếu kém từ thượng tầng về tư duy đường lối và không theo kịp với sự phát triển của xã hội sẽ xảy ra nhiều hệ lụy những học sinh này cũng sinh ra trong một gia đình có những phụ huynh được giáo dục bởi nền giáo dục nhồi nhét thụ động cộng với sự hiện đại của nền văn hóa không có bản sắc không có sự đồng nhất mà ra đại á châu tự do cho biết nhận xét về vụ việc xảy ra ở tuyên quang giáo sư đặng hùng võ cựu thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường nói sự thực thì các chính sách lớn về giáo dục ở việt nam vẫn có cái gì đó chưa trúng với yêu cầu của cuộc sống. Tôi muốn nói tới giáo dục quốc gia. Có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là một nhược điểm của Việt Nam hiện nay, mặc dù ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có tới hai nghị quyết về vấn đề đổi mới giáo dục. Báo Giáo dục ngày 4 tháng 11 năm 2018 cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ. Vậy phải chăng Thế lực thù địch đã sử dụng kênh TV Newser 7 ở Hàn Quốc để bịa đặt và suy diễn tuyên bố của ông Trọng hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin đẹp mặt tổng trọng, giáo dục Việt Nam chưa bao giờ được như bây giờ lên TV Hàn Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Huy Hoàng vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, thời báo.de, Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới. Biên tập viên Bảo Ngọc kính mời quý vị và các bạn xem bản tin, chung vận mệnh với Trung Quốc, vì sao trọng biết mặt thật của tập nhưng vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam ngày 12 tháng 12 với sứ mệnh cao cả đó là lôi kéo và bắt buộc Hà Nội phải trở lại vòng cương tỏa của Trung Quốc. Việc lịch trình của chuyến thăm đã bị thay đi đổi lại, kèm theo hàng loạt các hoạt động ngoại giao con thoi của giới chức đối ngoại hàng đầu Trung Nam Hải, đã cho thấy điều đó, kể cả, gần đến phút chót. Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, Hùng Ba, đã ngửa con bài tẩy hợp tác kết nối đường sắt giữa hai nước. Theo đó, Việt Nam, Trung Quốc muốn kết nối đường sắt qua tuyến Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc, đến Lào Cai, Hà Nội và kết thúc ở cảng Hải Phòng của Việt Nam. Đây là hệ thống đường sắt khổ rộng, tiêu chuẩn quốc tế 1435mm, đường ray đôi và được điện khí hóa. Dự kiến, dự án này sẽ được khởi công trước năm 2030. Ngoài ra, Đại sứ Hùng Ba còn cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng viện trợ không hoàn lại, giúp Việt Nam nâng cấp và cải tạo tuyến đường sắt từ Quảng Tây qua Đồng Đăng đến Hà Nội, dường như ban lãnh đạo Bắc Kinh đã sử dụng tất cả các chiêu trò, cứng có, mềm có, kể cả vừa đấm vừa xoa. Nhưng cho đến khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trong lễ đón chính thức Tập Cận Bình và Phu Nhân, thì thái độ của Tổng bí thư Trọng đã thể hiện rõ sự bằng mặt nhưng không bằng lòng. VTC News Online, do truyền thông nhà nước Việt Nam quản lý, mô tả cuộc tiếp đón của Trọng đối với Tập, cũng thấy, đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. Các chuyến thăm trước đó là vào các năm 2015, 2017. Việt Nam là quốc gia thứ hai ông Tập Cận Bình công du trong năm nay, mà không kết hợp các hoạt động đa phương, đã không có cuộc gặp ba bên, Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, để họ tập cao giọng dạy dỗ lãnh đạo Hà Nội như đồn đoán, theo giới chuyên gia, trong lịch sử hàng ngàn năm của Trung Quốc, không bao giờ có đồng minh, mà chỉ có thuộc quốc và các quốc gia chư hầu. Điều đó ai cũng biết. Cho nên, với chiêu bài, cộng đồng chung vận mệnh. Khi Trung Nam Hải nói rằng, sáng kiến này sẽ đem lại hòa bình, đồng thời sẽ kết nối các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị. Và cam kết, Trung Quốc sẽ không không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Thì thử hỏi ai còn dám tin, kể cả Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một kẻ mang danh thái thú của Trung Quốc cho đến bây giờ cũng phải lắc đầu, đến nay, bộ mặt thật của tập cận bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh, những kẻ sói đội lốt cừu, đã từng đánh lừa cả thế giới với những ngôn từ xảo trá đạo đức giả. Đã hiện nguyên hình, khái niệm chung một vận mệnh đối với phương Đông, như Việt Nam và Trung Quốc, có nghĩa là sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, hay một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, trong khi Trung Quốc không tham gia bất kỳ liên minh nào, không liên kết với bất cứ quốc gia nào thì thử hỏi, họ có thật lòng với chính sách cộng đồng chung vận mệnh này hay không? Hay nó chỉ là một thứ bánh vẽ lừa đảo thế giới? Dư luận cho rằng, làm gì có chuyện loài hổ báo như Trung Quốc lại muốn chung sống hòa bình với nhân loại. Trung Quốc muốn xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh, nhưng họ không hề đề cập tới những vấn đề ràng buộc, những cam kết để bảo vệ các quốc gia cùng chung vận mệnh là như thế nào. Hay là, trong cộng đồng chung vận mệnh Bắc Kinh chỉ áp đặt luật chơi của nước lớn, áp đặt các chính sách đơn phương, sẵn sàng lật lọng với các đối tác bất kỳ lúc nào, được biết, trước chuyến thăm Việt Nam, ngày 10 tháng 12, chủ tịch Tập Cận Bình có một bài viết quan trọng trên nhân dân nhật báo. Trong bài viết này, ông Tập đã đưa ra khái niệm bốn kiên trì, dùng để xử lý trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể, kiên trì tin cậy lẫn nhau, kiên trì hài hòa lợi ích, kiên trì hữu nghị, thân thiết và kiên trì đối xử chân thành theo giới phân tích cái gọi là bốn kiên trì đó cho thấy tập cận bình và ban lãnh đạo trung nam hải đã hiểu ra rằng mối quan hệ việt trung đang ở trong tình trạng lãnh đạo hai nước thiếu tin cậy không chân thành không hữu nghị không hài hòa lợi ích khiến hà nội phải chào anh em ngược chắc chắn đến lúc này ban lãnh đạo đảng cộng sản việt nam dưới sự dẫn dắt và lèo lái của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thừa hiểu tim đen và bản chất của giới lãnh đạo Trung Quốc. Họ ý thức được, trước sau gì thì Bắc Kinh cũng sẽ bắt buộc những đứa con hoang đàn phải lệ thuộc để kìm hãm sự phát triển của Việt Nam. Nhưng, theo giới thạo tin, Trung Quốc đang nắm giữ rất nhiều những bí mật động trời, có thể khiến chế độ Việt Nam lật nhào trong một nốt nhạc nếu họ bạch hóa. Vì thế, đó là lý do, dẫu biết, song ban lãnh đạo Việt Nam có lẽ vẫn phải chấp nhận cùng chung vận mệnh với Trung Quốc. Để bảo vệ chế độ, chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin chung vận mệnh với Trung Quốc. Vì sao trọng biết mặt thật của tập nhưng vẫn phải nhắm mắt đưa chân? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Bảo Ngọc vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI thời báo de berlin xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới